bạn trần hương à, bác sĩ cho em hỏi bé chậm phát triển vận động có ảnh hưởng đến trí não không các nguyên nhân làm làm cho bé phát chậm phát triển vận động có chậm phát triển vận động nó sẽ có cái mức độ ảnh hưởng khác nhau ví dụ như chậm vận động đơn thuần và thứ hai là chậm vận động trong bệnh lý à, những cái phát triển chậm vận động ví dụ liên quan đến các cái vấn đề ở não à, Bệnh não giãn não thất các cái tổn thương ở não bộ Uh, thì nó sẽ có ảnh hưởng về mặt trí tuệ của em bé nhưng cái chậm vận động liên quan đến cái yếu tố khác ví dụ như là còi xương di dinh, dinh dưỡng hay là thể còi xương thể bụ theo cái kiểu là tăng cân quá nhanh ấy, nó làm chậm những cái bốc vận động của em bé đi thì nó lại không ảnh hưởng gì đến phát triển trí não thế nên là rất khó để đánh giá ngay ví dụ muốn đánh giá em bé có chậm phát triển vận động hay không là phải thăm khám rất kỹ nó không đơn giản ví dụ um, bình thường người ta bảo 3 tháng biết nẫy 7 tháng biết bò 9 tháng lò gió biết đi con mình khoảng 4 tháng hay 5 tháng mà chưa biết nãy Người ta chưa xếp ngay vào chậm vận động Không phải như vậy Ví dụ đến 7, 8 hay 8 tháng Nó mới di chuyển được thôi, nó chưa bò tốt được Người ta cũng chưa xếp ngay vào vận, chậm vận động Nhưng là tất cả các cái mốc vận động của em bé Không phải nó sẽ chắc chắn là nó đúng những cái mốc Cái mốc mà người ta đặt ra đâu Có bé nó sớm hơn và nó có em bé nó có thể sau đấy khoảng một vài tháng Đấy đều là bình thường Người ta chưa đánh giá chậm phát triển vận động ngay còn khi mà nó rơi vào cái tình huống thực sự ví dụ như là các bạn sẽ phát hiện ra ngay thôi. Nó chậm hẳn, ví dụ như là uh, 10 năm tháng, 6 tháng nó vẫn không lẫy xuống mà nó không vận động tay chân nhiều, nó cứ thích nằm im. À, là chúng ta phải đưa em bé đi thăm khám. À, ví dụ như là đến tầm khoảng uh, 8 tháng hay 10 tháng, em bé của chúng ta không ngồi dậy được. Là chúng ta cũng phải đưa em bé đi thăm khám. Mà sau khi đi thăm khám mới chúng ta chỉ mới khi khi, khi mà con nó chưa đạt những cái mức vận động như các em bé khác ấy các bạn chỉ mới được thấy cái kiểu là nó chậm vận động thôi xong sau đi khám tiếp bác sĩ đã phải làm rõ cho các bạn nên là chậm vận động đơn thuần cho những cái bước hỗ trợ hay bước xử lý của chúng ta trong vấn đề tập cho con chưa tốt hay thực sự là chậm vận động liên quan đến bệnh lý thì sau đấy nó mới mới xác định được với các bạn là có ảnh hưởng gì hay không và theo dõi tiếp như thế nào nhưng nói nông na nói là không 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 dễ dàng để đánh giá cái vấn đề này ngay và nó là một cái câu chuyện hết sức phức tạp còn chắc chắn là khi các bạn thấy cái mốc phát triển mốc vận động của con mình nó chậm hơn nó không giống như xung quanh và nó có cái sự khác biệt thì hãy đi tham khảo ý kiến của bác sĩ người ta sẽ phải cân nhắc người xem xét rất cụ thể để mới trả lời các bạn được không quá no nắng nhưng cũng không chủ quan như vậy thôi nên chưa thêm được gì câu hỏi của bạn nguyễn kim anh Câu hỏi của bạn Nguyễn Kim Anh là bác ơi cho em hỏi bé 14 tháng ban ngày em cho uống sữa tươi buổi tối uống sữa bột được không? Được. Được ạ. Chúng ta phối hợp được ạ. Câu hỏi của bạn uh, Nguyễn Trang. Chào bác sĩ bé em 11 tháng 7,5 kg ăn được nhưng không hấp thu đi cầu phân rất nhiều đôi khi bị phân sống em đã bổ sung men vi sinh nhưng vẫn vậy à, vẫn đi phân sống khi sử dụng men vi sinh thì đỡ nhưng hết men lại bị giờ em nên dùng men tiếp không em ngừng men cách đây một tháng một tuần nay lại bị à, có bạn có thể dùng men lại và tiếp theo là khám dinh dưỡng đánh giá khẩu phần ăn rất nhiều khi chúng ta sẽ gặp vấn đề này đủ lượng mà không đủ chất hoặc lại lượng quá nhiều gây tăng gánh nặng cho cái đường tiêu hóa của em bé. phải à, đi đánh đánh giá khám dinh dưỡng và đánh giá tỉ mỉ lại cái lượng thực phẩm, cái thực đơn cụ thể hàng ngày của em bé với chế độ ăn thì bé đang thực hiện đánh giá lại nó có cái vấn đề này, đủ lượng mà không đủ chất hoặc là cái lượng lại quá nhiều em bé không tiêu hóa nổ Nên năng lượng nó cái này thì dễ em bé nhà bạn sẽ rơi vào cái tình huống là bị nhiều quá ấy. khi mà thường xuyên nó bị bị bị, bị sống phân như là sống phân thể hiện rằng là um, cả là cái lượng men tiêu hóa nó không tiết ra đủ để tiêu hóa tổng cái lượng đồ ăn đưa vào đấy và nó sẽ không đạt hiệu quả về mặt hấp thu dinh dưỡng nó phải phải đánh giá lại chắc chắn phải đánh giá lại cái khẩu phần ăn bạn nên đi khám đấy mình một tháng đã bảy cân rưỡi là một cái mức rất nhẹ cân rồi để còn kế hoạch giải quyết sớm cho con bạn chít hi chào bác sĩ con em 7,5 tháng bé ăn ngày hai bữa mỗi bữa 150 ml cháo xay rồi bú sữa mẹ hoàn toàn nên không được lượng sữa 3 giờ em cho bố một lần bé bú rất ít 3 tháng nay bé không tăng cân 5 tháng bé được 8 kg nay vẫn 8 kg hai hôm nay em cho uống dặn thêm hai đứa sữa Actimil 90 ml cho hỏi em phải làm sao lúc sinh 3 kg cao được 83 cm cái mức 83 cm này bạn có đo nhầm không 73 cm thì mới đúng 83 cm ta sẽ không xảy ra ở một em bé 7 năm tháng không thể không thể tức là cái mức nó không thể tăng được như vậy không bao giờ tăng được như vậy ví dụ em bé giả sử uh, sinh ra mà dài nhất bây giờ mình hay gặp là được khoảng 54 đến 56 chắc chắn con số này là nhầm Trong bảy tháng không bao giờ tăng được 27cm Chuyện này sẽ không xảy ra Em bé có nhiều lắm 7 với mức cân nặng 8 cân này thì không nên được 73 73cm là con số khó rồi Hay là phải xem lại Có thể một số trường hợp mình Có thể chỉ được khoảng 63 thôi mới đúng này Đánh giá lại cái chiều cao này cũng của... Đo lại một lần nữa đi ạ Con số 83 này chắc chắn là con số không đúng nữa ạ Hoặc nếu mà nó mà xảy ra như thế này thì lại phải đặt một cái dấu hỏi Hết xin xem xét vì về tám ba là nó tương đương với một em bé là gần hai tuổi rồi một tuổi rưỡi hơn gần hai tuổi bạn nên tiến hành như thế này giúp mình này là sau mỗi cữ bú mẹ đấy bạn cho thêm sự công thức cho em bé bú đi khả năng là bị thiếu sữa lượng ăn vẫn như thế này mà cân không tăng chứng tỏ là lượng sữa có giảm được ăn như thế này bạn vấn đề ở sữa rồi và bạn chắc chắn là thiếu sữa mẹ và bạn có thể thêm sữa công thức tiếp tục thực hiện cho em bé uống thêm như bạn đang làm này đi ạ thêm sữa vào bạn huệ huệ bé em 7 tháng 10 ngày mà chưa mọc răng em đọc ở đâu đó có nói mọc răng chậm ảnh hưởng đến nội tiết tố sau này có đúng không? không không những gì mình được học thì không có cái thông tin này ạ à. không có bạn Nguyễn Thị Diệu Linh con em 10 tháng rồi trước em có đăng ký bác sĩ thư vấn cho uống men và kẹm 2 tuần cho ăn ngon nhưng em cho uống thì bé ăn uống vẫn kém nhưng trộm viếng lên cân thì em dừng con em lại không ăn nữa không tăng cân em phải làm sao không được không được uống quá lâu Cái câu chuyện kẹm và men vi sinh này không được uống Mà phải đánh giá lại cái khẩu phần ăn của em bé một lần nữa thôi tức là như vậy thì nó có thể hiện cái vấn đề là cái đường ruột trước đấy của em bé nhà bạn là nó hấp thu không tốt khi sử dụng một cái lượng men vi sinh và thì cái khả năng tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng ở trong cái đường ruột nó có tốt hơn nên là lượng ăn thì có thể vẫn như vậy nhưng mà cái khả năng tiêu ở trong đường ruột của em bé nó khá hơn rồi uhm, có thể xem xét là tiếp tục dùng một đợt men vi sinh nữa chứ không dùng ghép men vi sinh nữa thôi